Để đảm bảo chất lượng vaccine, phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch, việc vận chuyển, lưu trữ và bảo quản các loại vaccine 19 đúng chuẩn với những điều kiện đã được quy định là điều cực kỳ quan trọng. Hiện nay, ba loại vaccine được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam gồm có vaccine COVID-19 Pfizer, vaccine COVID-19 AstraZeneca và vaccine COVID-19 Moderna. Ngoài những quy định chung khi bảo quản như sau khi giã đông, vaccine không được để đông lạnh lại, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và tia cực tím, thì mỗi loại vaccine sẽ có một quy trình bảo quản khác nhau. Đối với vaccine Pfizer, hạn sử dụng tối đa là 6 tháng, được bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ âm 80 độ C đến âm 60 độ C, 31 ngày ở 2 đến 8 độ C sau khi giã đông, tính từ ngày lấy ra khỏi tủ đông. Ngoài ra, sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, có thể được bảo quản trong nhiệt độ từ 2 đến 25 độ C trong 2 giờ trước khi pha loãng. Ngoài ra, sau khi đã pha loãng có thể được bảo quản từ 2 độ C đến 25 độ C trong 6 giờ. Đối với vaccine AstraZeneca, hạn sử dụng tối đa là 6 tháng và được bảo quản trong tủ lạnh từ 2 đến 8 độ C sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Có thể được bảo quản từ 2 độ C đến 25 độ C trong tối đa 6 giờ, không được để đông đá. Đối với vaccine Moderna, hạn sử dụng tối đa là 7 tháng, được bảo quản trong tủ đông ở nhiệt độ âm 25 độ C đến âm 15 độ C, không bảo quản trên đá khô hoặc dưới âm 40 độ C, 30 ngày ở 2 đến 8 độ C sau khi giã đông, tính từ ngày lấy ra khỏi tủ đông. Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, có thể bảo quản từ 8 độ C đến 25 độ C trong vòng 12 giờ. Sau khi đã mở lọ, vaccine được sử dụng trong vòng 6 giờ. Theo Bộ Y tế, thì cả nước có thể bảo quản được tối đa 122 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, tuyến trung ương được bảo quản 54 triệu liều. Các tuyến tỉnh, thành phố có thể bảo quản được 33 triệu liều. Tuyến quận, huyện khoảng 35 triệu liều.